quốc, cờ đỏ sao vàng năm cánh đang tiến vào lễ đài, được tô thắm máu đào của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do, dân tộc ta được sống trong hòa bình. Cờ tổ quốc là biểu trưng của hồn thiêng đất Việt, là biểu trưng bất diệt của ý chí quật cường, tinh thần độc lập, tự do, hạnh phúc, ước mơ ngàn đời của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Muốn đoàn kết, hội nhập, quốc tế bạn bè. Phía bên trên là hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh, tượng trưng cho các tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh, là lá cờ thể dục, thể thao với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt thành tích cao trong thi đấu và ý chí vươn lên với khí thế nhanh hơn, cao hơn, xa hơn của con người. Việt Nam khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan trọng về giáo dục con người, phát triển toàn diện các mặt đức, trí, thể, mỹ. Trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục đăng trên báo Cứu Quốc ngày 27 tháng 3 năm 1946, người nêu rõ ngày ngày tập luyện thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ để duy trì dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới. Tuy bác đã đi xa, nhưng tư tưởng và tình cảm của người vẫn đọng lại trong mỗi trái tim người con đất Việt. Hôm nay, trong buổi lễ nói lên sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao phường Mai Động qua các kỳ đại hội, thế hệ trẻ hôm nay nguyện tiếp bước cha ông, tự tin bước tới tương lai bằng sức mạnh của truyền thống, bằng nhiệt huyết sục sôi và tri thức của hiện đại, xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Với sức mạnh và ý chí quyết tâm của các bạn trẻ, xin chúc cho đại hội thể dục thể thao hội khỏe, các hoạt động thể dục thể thao khối học sinh của quận. Dân tộc Việt Nam có sẻ vang sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là điều một phần ở công học tập của các cháu. Chúc các em luôn xứng đáng là những đội viên tốt ở sáu ngôi Bắc Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu công lao dạy dỗ của cha mẹ. Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021 đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Công an phường Mai Động luôn đi đầu gương mẫu trong hoạt động phong trào của công an quận. Hàng năm đơn vị thường xuất hiện các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, thường xuyên chủ động tham mưu đúng, tham mưu chúng và kịp thời với lãnh đạo Đảng, chính quyền, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Tiếp theo là khối bảo vệ dân phố, lực tiếp tục nhận nhiều bằng khen, giấy khen của thành phố và quận Hoàng Mai qua hai lần thi bảo vệ dân phố giỏi. Khối bảo vệ dân phố phường đều đạt giải nhất toàn quận. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành của hội cựu chiến binh, gồm 30 đồng chí đại diện cho 536 hội viên sinh hoạt tại 18 chi hội. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tộc, họ đã hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất tổ quốc, tham gia vào chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Nay trở về với cuộc sống đời thường, các hội viên hội cựu chiến binh luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định hội và của phường, tiếp tục tham gia lao động sản xuất cải tạo, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng của phường Mai Động ngày càng phát triển. Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, phụ nữ nuôi con giỏi, dạy con ngoan, kế hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Là niềm tự hào, niềm tin của địa phương với các phong trào như phong trào năm xung kích, phát triển kinh tế xã hội, vốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, giúp cho sống có ích cho gia đình và xã hội. Các cụ xứng đáng là những tấm gương sáng trong sự nghiệp phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Tiếp theo là hội cựu thanh niên xung phong và chữ thập đỏ. Hội cựu thanh niên xung phong để cho các tập thể làm công tác nhân đạo từ thiện. Hội đã đẩy mạnh và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường. Hội cựu thanh niên xung phong và hội chữ thập đỏ phường luôn nhận được những bằng khen của Trung ương hội, thành hội và quận hội Hoàng Mai. Đang là
môn vật truyền thống được nhân dân lưu giữ đến ngày nay và trở thành môn thi đấu trong các lễ hội vật truyền thống của phường và thu hút đông đảo khách thập phương đến thi đấu và cổ vũ. Kế tục truyền thống của cha anh, địa bàn dân cư số 1, 2 và 3 luôn là những địa bàn dân cư có thế mạnh về các môn thể thao như đi bộ, cầu lông, bóng bàn, bơi lội. Tiếp theo là khối của môn thể thao phù hợp với từng lứa tuổi và giới tính. Phong trào thể dục thể thao của khu dân cư đã được lan tỏa mạnh mẽ và đa dạng. Chúc các vận động viên của địa bàn khu dân cư số 45 sẽ đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong đại hội thể dục thể thao vùng Mai Động năm 2022. Với 100% cử tri đi bầu, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định được thứ ba trong phường về công tác bầu cử, địa bàn dân cư 6, 7, 8 đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua bình xét, có trên 95%. Dân cư luôn tổ chức luyện tập các môn thể thao như thái cực cầu, thái cực quyền, ống ly tâm, đi bộ, đạp xe đạp và tập yoga. Hai địa bàn dân cư phấn đấu là những địa bàn dân cư khỏe mạnh, phát huy kết quả đã đạt được trong phong trào rèn luyện thể dục thể thao. Địa bàn dân cư 90 tiếp tục tuyên truyền vận động dân cư 2-13 luôn đại diện cho phường tham gia thi đấu các quận và đạt nhiều giải cao, luôn nêu cao khẩu hiệu tích cực luyện tập thể dục thể thao khỏe để xây dựng quân đội đẹp và bảo vệ tổ quốc. Thể dục thể thao văn hóa ở đây được lãnh đạo địa bàn dân cư quan tâm động viên khuyến khích. Đây là những hạt nhân góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của phường Mai Động, gồm các câu lạc bộ như câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ tennis, câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, bơi lội, câu lạc bộ tạo điều kiện hoạt động. Trong những năm qua, địa bàn dân cư số 15, 18, các chi hội đoàn thể đã phối hợp thành lập và duy trì hoạt động của câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ thể thao dưỡng sinh, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các câu lạc bộ bóng bàn, hoạt động các câu lạc bộ nằm nòng cốt, khích lệ nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào rèn luyện thể dục thể thao. Chuyên môn về thể dục thể thao có nhiều kinh nghiệm điều khiển các trận đấu, thứ còi của họ sẽ là niềm tin cho các vận động viên trong suốt quá trình thi đấu. Xin chúc cho các trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành giải. Và thành viên ban tổ chức đại hội thể dục thể thao phường. Xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận 18 địa bàn dân cư, tổ trưởng tổ dân phố, các ông bà là trưởng đoàn, huấn luyện viên, các đoàn vận động viên cùng đông đảo nhân dân và các em học sinh về dự lễ khai mạc. Thay mặt ban tổ chức, xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các đoàn vận động viên, toàn thể nhân dân và các em học sinh, kính chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình, ban tổ chức đại hội xin trân trọng kính mời ông Phạm Mạnh Hùng, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân, trưởng ban tổ chức đại hội thể dục thể thao lên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời.